và điều đó đã trở thành hiện thực vì tôi đạt 200.000 follower trên kênh TikTok Sơn Như Trang. Yay! Trời ơi, ta nói hôm qua ngồi canh nó lên 200.000 mà giống như là ngồi canh người yêu cũ có người yêu mới nha mọi người. Đến khi mà nó vừa đạt 200.000 cái mình hú é chạy quanh nhà nhân điên vậy á. Thì thật ra để đạt 200.000 follower mình đã trải qua một thời gian cũng khá dài và có những cái cột mốc cũng rất là đáng nhớ. Mọi người có muốn cùng mình nhìn lại những cái cột mốc đó không? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Ok, và như hỏi mọi người nha, mọi người có nhớ được cái thời gian lần đầu tiên mà mọi người chơi Play Together là lúc nào không? Chắc chắn là mọi người không nhớ nổi chính xác ngày đâu. Thế nên hãy làm theo tôi nha. Mọi người trượt xuống cuối cùng của bảng thành tích thì ở đó có cái thành tích là lần đầu chơi cùng Play Together. Đó chính xác là cái ngày mà mọi người bước chân vào thế giới Play Together đó. Của mình là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Và chính xác mình đã chơi game được trên 5 tháng rồi. Nhưng mà nhiều lúc tôi ngu ngơ giống như là mới chơi vậy mọi người. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu đăng những cái video về game lên kênh TikTok của mình. Và video đầu tiên đạt 1 triệu view đã đem lại cho tôi rất là nhiều fan. Đó chính là video này. Câu chuyện đú chen của chị em tôi. Đó, sau video này thì tôi đã được rất là nhiều bạn follow luôn. Ok, sau này còn mình tôi chơi hài, còn lạc hóng cho game nữa. Rồi có nhiều bạn biết tới video này cũng hay hỏi tôi là chị ơi, không thấy anh Lạc quay với chị nữa nơi, anh Lạc hóng có chơi game nữa hả? Thì đúng là vậy đó mọi người, nó đi theo tiếng gọi của con team rồi. Nhưng mà chiếc video là nên tên tuổi của Sơn Nhi Trang là chiếc video này. 1, 2, 3. Một ngày của Sơn Nhi Trang. Và lúc 5 giờ sáng khi mình đang ngon giấc thì nghe tiếng chuông tử thần là phải bật dậy liền. Tôi ăn ít lắm á mọi người, một đĩa cà ri nè, một dĩa ốp la, một cái đùi gà, một miếng pizza, một tấm chiên xù, một bánh hot dog, ăn tráng miệng bằng bánh ngọt và uống một ly cappuccino. Ok, no sương sương rồi nha, rửa cái bát rồi đi học. Chủ đề về vlog là chủ đề mà mọi người yêu cầu tôi làm rất là nhiều. Chắc chắn là thời gian tới tôi sẽ làm nữa, nhưng mà tôi đang đợi mùa xuân ở trong game cập nhật á. Thế nên mọi người gán đợi một chút nha. Thật sự là không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc bây giờ nữa. Tôi đã rất là vui luôn á. Tôi cảm ơn mọi người nhiều nha. Chắc chắn là sắp tới tôi sẽ cho ra thêm nhiều video thiệt là chất lượng để gửi tới mọi người nha. À, trong lúc tôi đang quay cái video chúc mừng 200.000 người đăng ký này nè, thì có một bạn nhắn tin cho tôi nhắc là có một món quà được gửi bằng thỏi vàng nhưng mà chưa được tôi mở ra. Thì tôi rất là xin lỗi Phương Nhi nhiều nha. Một món quà thật sự rất là quý mà tôi đã không có để ý được. Một món quà siêu xinh và siêu đáng yêu luôn. Tôi đã gửi thư cảm ơn và xin lỗi Nhi rồi ha. Tôi cũng cảm ơn tất cả những cái món quà, ba lì xì, bánh, bình hoa, xe đợi của mọi người đã gửi tới tôi. Ở đây, một năm mới sắp tới và cảm ơn năm cũ vừa qua chúng ta đã gặp được nhau. Vậy thì bạn hãy comment cho tôi biết là bạn đã gặp Xuân Như Trang lần đầu tiên ở video nào, kèm một con số từ 0 tới 100. Tôi sẽ random và chọn ra ba bạn may mắn nhất để trao tặng bao lì xì nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Sayonara.